À, xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ về phương pháp ghi chép bằng hình ảnh. Thì về não bộ của chúng ta đó, thì cái khả năng ghi nhớ hình ảnh đó, thì nó sẽ rất là tốt hơn là những cái ghi nhớ những con số, những cái câu từ rất là nhiều. Để mà nhớ được những cái con số một cách dễ dàng đó, thì mình chuyển những con số thành những cái hình ảnh quen thuộc. Bây giờ mình sẽ chuyển những con số từ số 1 cho đến số 99 thành những cái hình ảnh quen thuộc. Thì số từ số 0 chứ. Số 0 là quả trứng, số 1 là cái nến, số 2 là con vịt, số 3 là trái tim, số 4 là cái ghế, số 5 là trái táo, số 6 là con ốc, số 7 là cái búa, cái rìu đó, số 8 là người tuyết, số 9 là bông bóng, số 10 là máy quang, 11 là máy may, 12 là máy hút bụi, 13 là máy bay, 14 là máy quạt, 15 là máy nén, 16 là máy xay sinh tố, 17 là máy lạnh, 18 là máy tính, 19 là máy chiếu, 20 là hộp khăn giấy, 21 là hộp mứt, 22 hộp hoa, 23 hộp bánh, 24 hộp quà, 25 hộp nuôi, 26 hộp sữa chua, 27 hộp ly, 28 hộp tăm, 29 hộp chia, 30 bánh khọt, 31 bánh mì, 32 bánh hỏi, 33 bánh bao, 34 bánh quy, 35 bánh nếp, 36 bánh xe, 37 bánh lăng, 38 bánh tét, 39 bánh chưng, 40 quả khế, 41 quả me, 42 quả hồng, 43 quả bưởi, 44 quả quýt, 45 quả nếp, 45 quả nho, 46 quả sầu riêng, 47 quả lê, 48 quả tạ, 49 quả chuối, 50 nồi kho, 51 nồi men, 52 nồi hơi nước, 53 nồi buffet, 54 nồi bánh bột, 55 nồi nướng, 56 nồi siêu tốc, 57 nồi lẩu, 58 nồi tiệt trùng, 59 nồi chiên, 60 xe khách, 61 xe máy, 62 xe hơi, 63 xe ben, 64 xe quân đội, 64 xe quân đội, 65 xe năng, 66 xe xúc, 67 xe lu, 68 xe tăng, 69 xe chữa cháy, 70 là lá khoai, 71 lá mầm, 72 lá hành, 73 là lá bài, 74 là lá quýt, 75 là lá nếp, 76 là lá su, 77 là lá lốt, 78 là lá thư, 79 là lá chuối, 80 là tàu không gian, 81 là tàu mộc, 82 là tàu hủ, 83 tàu bè, 84 tàu quân đội, 85 tàu ngầm, 86 tàu sắt, 87 tàu lửa, 88 là tàu Titanic, 89 là tàu chuối, 90 là con khỉ, 91 là con mèo, 92 là con heo, 93 là con bò, 94 là con quạ, 95 là con nai, 96 là con sâu, 97 là con la, 98 là con tôm, 99 là con chuột. Đó là còn hàng không nữa. 00 là cái khiên, 01 là cái móc, 02 là cái hộc bàn, 03 là cái bàn, 04 là cái quạt, 05 là cái nón bảo hiểm, 06 là cái sọt rác, 07 là cái ly, 08 là cái tivi, 09 là cái chuông. Thì đó là những con số mình chuyển thành những cái hình ảnh để mình có thể nhớ được 500 số một cách ngẫu nhiên, hoặc là mình có thể nhớ số điện thoại hay bất cứ con số nào một cách rất là dễ dàng bằng cách là mình chuyển con số thành những cái hình ảnh tương ứng dễ nhớ, dễ hiểu. Thì bạn nào muốn có siêu trí nhớ thì có thể nhớ được 500 số ngẫu nhiên hoặc những con số ngẫu nhiên đó, thì có thể liên hệ với mình. Để mà nhớ được những con số ngẫu nhiên đó, mình sử dụng từ 4 cho đến 6 kỹ thuật phương pháp ghi nhớ. Thì đây là một cái kỹ thuật gọi là ghi chép bằng hình ảnh, mình chia sẻ lại cho các bạn. Hy vọng là giúp ích được cho các bạn. Bye bye, xin chào các bạn nha.